Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Ở trụ sở lăng gia, Mộ Dung đã được cứu giá an toàn đang ngồi nhà nhã uống trà. Dì tạ ngồi kế bên cảm kích vô cùng với lòng tốt của cô. Tiểu thư, lần này thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô có lẽ tôi đã không biết làm gì. Mộ Dung khiêm tốn nói, dì tạ, việc này phải cảm ơn cậu Bạch. Cậu ấy đã cứu gì? Di tạ thở dài ao ước rằng, phải chăng ông chủ có một vệ sĩ như cậu bạch thì mọi chuyện đã không đến nước này nhắc đến cha của mộ dung cô liền thay đổi sắc mặt thể hiện rõ sự lo lắng di tạ chính xác thì cha cháu đã xảy ra chuyện gì di tạ tường thuật lại sự việc ông chủ đã bình phục ở nhà nhưng người chú độc ác của cháu đã đưa ông ấy đi cô không khỏi kinh ngạc cái gì vậy gì có biết ông ta đã đưa cha cháu đi đâu không Dì tạ dươm dướm nước mắt khẽ chùi đi tôi cũng không chắc lăng dạ ngay có chút kỳ lạ lên tiếng nói nhưng chỉ có mình ông ta mà ông ta dám cướp mộ ra đi mộ dung khẳng định là cha vẫn luôn đề phòng chú ấy cha chắc chắn sẽ không để cho chú nhiều tài nguyên được như phát hiện sự lấn cấn ở chỗ này anh phỏng đoán có phải là có gián điệp ở lăng ra liên quan đến chuyện này dường như diệp giao cùng tần số với lăng dạ cả hai nói ra cái tên là lăng tiêu mộ dung nghi hoặc muốn hỏi lại là lăng tiêu sao lăng dạ cảm thấy tình hình nguy cấp nói đúng vậy nếu ông ta giúp mộ linh chuyện này sẽ rất rắc rối đấy chúng ta không thể để yên như thế được với sự phân tích của lăng dạ thì diệp giao chỉ ra cách thức đối phó đầu tiên chúng ta cần phân tán sự chú ý của lăng tiêu lăng dạ tiếp lời đúng rồi sẽ khá khó khăn để xử lý nếu mộ linh và lăng tiêu hợp tác cùng nhau hoàn toàn đúng như ý của diệp giao cô này ra ý tưởng tôi có ý này thứ khiến ông ta lung lay nhất là quyền thừa kế lăng dạ. tại sao không để tiểu giao xuất hiện lần nữa mộ dung lờ mờ hỏi tiểu giao là ai cái tên này làm lăng dạ hơi đỏ mặt ngại ngùng nói ở đó là bạch phi cải nữ trang vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi diệp giao xua tay giải thích do lão gia ép lăng dạ kết hôn nên tôi đã đóng giả mộ dung cười nói hiểu rồi không cần giải thích diệp giao giả vờ ho để chỉnh đốn lại cho nghiêm túc khụ khụ dù sao đi chăng nữa cần phải cản lăng tiêu nhúng tay vào chuyện của mộ gia tôi nghĩ là khả thi lăng dạ chốt hạ được rồi chuẩn bị đi mộ dung đứng dậy chặn lại nói tôi có một ý khác tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt gia đình chỉ cần tôi thông báo sẽ thừa kế mộ gia thì chắc chắn mộ linh sẽ đến diệp giao và lăng dạ tán thành với cô công nhận đây ý hay đấy lăng dạ chấp nhận bảo được chúng ta chia nhau hành động mộ dung và chàng trai đồng thanh đáp đồng ý quay lại nhà của hắc dực hắc dực sau khi ôm hắc nham vào lòng này nỉ ở lại cùng anh đêm nay hắc nham hốt hoảng vội đẩy mạnh anh ra Hôm nay anh bị làm sao vậy? Hắc rực nhanh tay chụp giữ bàn tay của cậu ở trên ngực mình, anh kéo cậu theo nói đừng đi xem TV với anh. Cậu không muốn nhưng vẫn bước theo. Anh bật TV một chương trình thiếu nhi hiện lên, cậu bó tay sao anh lớn rồi sao còn xem hoạt hình? Anh không nói nhiều chỉ đánh giá hay quá. Dù gì thì em cũng không được đi. Với lời khẳng định này của anh khiến cậu câm nín luôn a à, như theo đúng kế hoạch đến tận đêm muộn cậu sớm ngủ quên trên vai của anh rồi. Anh nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống giường và đắp chân lại, cuối cùng cũng ngủ rồi. Anh nở nụ cười không kiềm chế đưa tay véo má cậu trong cậu thật dễ thương không nỡ rời xa cậu vô thức miệng gọi tiếng anh ơi anh mắn yêu đứa em này là đồ ngốc sau đó không quên đặt nụ hôn lên trán cậu trước khi rời đi anh viết một bức thư để lại nhắc nhở cậu không được rời khỏi đây đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh anh bước ra khỏi nhà khóa cửa lại trong lòng đầy lo lắng để em ấy ngủ thêm một lát đừng đi quấy rầy tất cả các em không thể đối phó được với những thủ đoạn của lăng tiêu đâu cậu vẫn còn say giấc nồng trong phòng mà không hề hay biết trong trung tâm mua sắm một người phụ nữ đang đang tức giận quát sao chưa đặt lại biển báo hả làm nhanh lên lăng tổng sẽ đến sớm một chiếc xe sang trọng chạy vụt qua diệp giao từ từ bước xuống cô mặc chiếc đầm hồng đứng cạnh lăng dạ nhìn rất xứng đôi người phụ nữ lúc nãy kính cẩn cúi chào chào mừng lăng thiếu gia hôm nay chúng tôi đã bao chọn nơi này cho ngài diệp giao và lăng dạ bắt đầu nhập vai cảm ơn anh yêu hôm nay đã đưa em đi mua sắm anh sẽ mua cho em tất cả mọi thứ em muốn với diễn xuất này thì hai anh chị chắc đạt giải oscar rồi diệp giao nói với lăng dạ em muốn xem túi người phụ nữ kính cẩn phu nhân lối này xin mời phía bên góc khuất một tên săn ảnh đang mừng rỡ cuối cùng mình cũng chụp được ảnh vị hôn thê của người thừa kế lăng dạ. tin nóng đây bên trong trung tâm thương mại diệp giao và lăng dạ như một đôi tình nhân thật lăng dạ hỏi em có thích không người phụ nữ bên cạnh nhanh trí nói nó rất hợp với phu nhân đấy ạ có thể đi đến victoria Secret nếu thấy phù hợp với trang phục này ạ diệp giao chỉ mỉm cười um nhẹ lăng dạ tiếp tục nhập vai được rồi gói tất cả những gì tiểu giao của tôi thích tên săn ảnh tiếp tục bám theo chụp ảnh má người giàu khác biệt thật nghèo nan hạn chế trí tưởng tượng của mình rồi người phụ nữ nhẹ nhàng nói với diệp giao cửa hàng ở phía trước đi tôi mang cô đến đó nhé diệp giao đáp lại được hai người cùng nhau bước đi Diệp Giao rất vui vẻ mà lựa đồ. Cái này không tồi tôi sẽ thử. Người phục vụ liền nói phu nhân phòng thay đồ ở phía này. Bên phía Lăng Dạ người phụ nữ lúc nãy hỏi, thiếu gia anh có muốn xem đồng hồ ở đây không? Lăng Dạ xua tay, không hôm nay tôi thuộc về cô ấy. 10 phút sau Lăng Dạ cứ nhìn đồng hồ sao tiểu giao chưa ra nhỉ? Lúc này bên trong phòng thay đồ, Diệp Giao đang rất khó khăn. Ôi không chuyện gì thế này khóa bị hỏng à? Tiếng gõ cửa của Lăng Dạ khiến cô giật mình. Lăng Dạ hỏi tiểu giao có chuyện gì sao? Em ở trong đó lâu lắm rồi. Diệp Giao lúc này như cún con Lăng Dạ, Lăng Dạ lo lắng hỏi em có ổn không? Diệp Dao đỏ mặt không có gì em. Lúc này khóa váy vừa hay bị rách ra, Lăng Dạ nghe thấy tiếng tưởng xảy ra chuyện gì vội vàng xông vào. A Phi, Diệp Dao quay lại Lăng Dạ không, Lăng Dạ bước vào trong A Phi tôi, rồi hắn đỏ mặt quay đi. Diệp Dao ngại ngùng kêu đóng cửa đóng đóng cửa nhanh lên, cô dè dặt nói, tôi không thể kéo khóa lên, giúp tôi đi. Lăng Dạ kéo khóa giúp Diệp Dao mà mặt đỏ bừng, trong đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh, da của A Phi đẹp thật. Lúc này Lăng Dạ nói, cái này lỏng quá tôi không kéo được, diệp dao kêu lăng dạ chậm thôi chậm lại lúc nãy đau lắm lăng dạ mặt được tôi phía bên ngoài tên săn ảnh đang rất khích động những tiếng nói vang ra chậm thôi không được nó quá lỏng làm hắn càng hứng thú viết viết và viết lăng thiếu và hôn thê vào phòng thay đồ với nhau vừa viết hắn vừa đỏ mặt lăng thiếu và hôn thê ở trong phòng thay đồ 10 phút một lúc sau lăng dạ và diệp dao bước ra diệp dao đỏ mặt nói em không mặc cái này được khóa quá lỏng lúc người người quản lý lên tiếng thiếu gia và phu nhân đừng lo lắng tôi vừa giúp hai người dọn dẹp papa rồi không ai có thể nghe thấy đâu đừng lo câu nói này làm hai người kia ngơ ra diệp giao ngại ngùng quay mặt đi vừa nãy chắc chắn là hiểu lầm lăng dạ để ý thấy có tên thì thầm to nhỏ vội ôm lấy eo diệp giao sát vào mình diệp giao dè dặt hỏi sao vậy lăng dạ hắn ghé sát tai cô chúng có thể là tình báo cẩn thận hai người lại bắt đầu diễn diệp giao dựa vào vai lăng dạ anh yêu hôm nay em có đẹp không em lúc nào cũng xinh đẹp hết lúc này chẳng may áo của diệp giao bị mắc vào cúc áo lăng dạ cô vội nói lăng dạ quần áo bị kẹt rồi lăng dạ ấp úng anh sẽ anh sẽ đưa em ra xe trước nói rồi hắn bồng diệp giao lên bước thật nhanh ra xe trong xe lăng dạ đặt cô lên ghế a phi đừng di chuyển tôi sẽ cởi cúc giúp cậu diệp dao đỏ mặt nói nhẹ nhàng thôi trở về lăng ra dạ, mộ dung đang được phỏng vấn tên phóng viên hỏi tôi nghe nói cô đang tổ chức một buổi họp mặt gia đình lần này cô có điều gì quan trọng muốn thông báo không mộ dung tự tin đáp có tôi muốn thông báo là sẽ tiếp quản sản nghiệp của mộ gia phóng viên lại hỏi tiếp thật tuyệt cô dự định khi nào sẽ tổ chức tầm ba hôm nữa tại khách sạn caston tôi muốn có nhiều phóng viên đến anh hiểu ý tôi chứ tên kia nhìn mộ dung tôi hiểu rồi cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này tôi chắc chắn sẽ gọi nhiều đồng nghiệp đến Mộ Dung hài lòng cảm ơn rồi kêu thuộc hạ tiễn cậu ấy đi. Sau khi phóng viên rời đi, Mộ Dung như chút được gánh nặng. Lâm Uyên bên cạnh nhắc nhở tiểu thư đến giờ ăn rồi ạ. À. Mộ Dung phủi tay tôi không có hứng. Liên lạc với một số phóng viên. Lâm Uyên mặt thoáng chút buồn nhưng vẫn im lặng. Chuyển cảnh đến trong bếp, Dì tạ thấy Lâm Uyên vào bếp bèn hỏi Lâm thiếu sao cậu lại ở đây. Cậu bước tới nói gọi cháu là Lâm Uyên đi để cháu giúp gì. Nhìn thấy Lâm Uyên tập trung rửa cà chua, Dì nấu bếp không ngừng thầm khen ngợi. Thật là một đứa trẻ ngoan. Rồi nói Lâm Uyên lâu rồi Dì chưa thấy tiểu thư đối xử với ai tốt như vậy đừng làm con bé thất vọng khi chất của tiểu thư trước nay chưa từng như thế kể từ sau lần đó nói rồi mặt dì tạ trầm xuống thoáng chút buồn bã lâm uyên tò mò hỏi có chuyện gì sao dì tạ bắt đầu kể từ khi bạn trai cũ của tiểu thư mất cô ấy chưa từng như vậy lâm uyên vội nói sang chuyện khác cháu đã chín rồi cháu sẽ ra ngoài xem tiểu thư nói rồi hắn bưng bát cháo tới của phòng mộ dung lâm uyên đã chứng kiến toàn bộ mộ dung ngồi trên sofa tay cầm tấm ảnh của người yêu cũ mà lặng lẽ rơi nước mắt do dự một lúc lâm uyên lên tiếng tiểu thư mộ dung vội lấy tay gạt nước mắt rồi kêu lâm uyên vào đi Lâm Uyên đặt bát cháo xuống bàn cô ngại ngùng nói cảm ơn rồi lại cầm bức ảnh người yêu cũ lên ngắm nhìn. Lâm Uyên đứng bên cạnh. Tôi có một câu hỏi không biết có nên hỏi không. Mộ Dung Thần Nhiên kêu hắn hỏi đi. Lâm Uyên thăm dò lần trước cô nói lẽ ra đã chết từ 5 năm trước cái đó nghĩa là gì? Mộ Dung nhìn tấm ảnh gì tạ nói với anh cái gì rồi? Cô từ từ đặt tay lên mặt người đàn ông trong tấm ảnh. Năm năm trước tôi từng yêu một người, nhưng tôi đã gây ra cái chết cho anh ấy. Kể từ ngày đó trở đi tôi đã thề rằng sẽ không yêu ai nữa kể cả bản thân. Lâm Uyên nhìn cô, tiểu thư cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì rồi ít nhất cũng phải thử một miếng chứ nói rồi hắn múc một thìa cháo đút cho cô mộ dung kinh ngạc nhưng cũng ngoan ngoãn mà há miệng ra Dì tạ chứng kiến toàn bộ quá trình tảng đá đè trong lòng như được gỡ xuống một nửa hy vọng lần này tiểu thư sẽ không bị tổn thương cùng lúc đó ở phía bên kia khu mua sắm Lăng dạ vẫn chưa gỡ được cái áo bị vướng vào cúc hắn nói với diệp giao nó hơi rối đợi một chút diệp giao ngại ngùng nhẹ thôi tôi thấy khó chịu lúc này lăng dạ đỏ mặt nói a phi cậu có thể cởi cái ngực giả ra không diệp giao tức giận đá cho hắn một nhát tránh ra bên ngoài người ta nhìn thấy chiếc xe rung lắc dữ dội tên phóng viên lúc nãy hưng phấn ôi mẹ ơi họ thực sự hắn tiếp tục ghi chép lang thiếu gia và vị hôn thê trong phòng thử đồ thậm chí còn tiếp tục không thể tả trên ô tô quay lại trong xe sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng gỡ rối được diệp giao thở phào một hơi mai thay lăng dạ cũng khá ngốc lúc này lăng dạ lên tiếng hỏi a phi rất khó để cải trang thành phụ nữ đúng không cô thẳng thắn đáp so với việc làm nhiệm vụ thì thoải mái hơn nhiều lăng dạ nói tiếp cảm ơn cậu vì đã diễn cùng tôi cải trang thành tiểu giao lúc này diệp giao định nói sự thật cô ngại ngùng thực ra tôi hắc nham từ từ tỉnh dậy ôi đầu mình đau quá mấy giờ rồi nhỉ cậu gọi hắc rực rồi từ từ bước xuống giường nhìn mảnh giấy ghi chú được đặt trên bàn đây là cái gì sau đó hắc nham cầm lên bên trong là lời nhắn đừng có rời khỏi đây thức ăn có đủ trong tủ lạnh đấy hắc nham tức giận nó có nghĩa là gì chứ rồi nhìn về phía cánh cửa hắc rực đồ lừa đảo hắc nham liên tục vặn tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được tuyệt anh còn khóa cửa nữa nói rồi lục xung quanh túi quần đúng rồi điện thoại của mình đâu hắc nham lục tung hết căn phòng hôm qua nó vẫn ở đây mà chắc chắn anh ta đã lấy lúc mình không để ý rồi đừng nói với mình có chuyện gì xảy ra với lăng gia rồi nha sau khi tìm một hồi hắc nham bình tĩnh lại đủ chắc chắn rồi cậu cầm chiếc tai nghe của mình ngắm nghía một lúc rồi cắt đứt dây để lấy lõi bắt đầu thực hiện phi vụ của mình muốn nhốt em sao mưa đi sau khi thoát ra được hắc nham trở về trụ sở ở lăng gia hắc nham sao giờ cậu mới quay về hắc nham lo lắng nói điện thoại tôi mất rồi có xảy ra chuyện gì không lăng lạ lên tiếng đáp mộ gia gặp khó khăn mộ lão bị tai nạn ô tô mộ dung chỉ có thể làm bù nhìn chúng tôi vừa mới bàn biện pháp đối phó hắc nham nghe vậy kinh ngạc cái gì Lăng Dạ vỗ vai Hắc Nham lát nữa tôi sẽ nói chi tiết cho cậu nhưng cậu. Lăng Dạ ngập ngừng một lúc, cậu không còn quần áo à, sao lại mặc đồ ngủ rộng vậy? Hắc Nham đỏ mặt ngại ngùng gấp gáp nói tôi chỉ mượn đồ ngủ của người khác thôi. Tôi sẽ quay lại sau khi thay đồ, nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, ở một phía khác của trụ sở. Lăng Tiêu đang ung dung ngồi trên bàn, một tên thuộc hạ vào bẩm báo, Tiêu tổng ngài xem tin tức này. Lăng Tiêu mặt lạnh lên tiếng có cái gì mà vội thế, hắn liếc tờ báo một cái sao cậu lại đưa tôi tin tức giải trí, tên kia đáp đó là Lăng Dạ. Nghe vậy Lăng Tiêu liền lập tức giật lấy, mặt hắn tối sầm lại khi nhìn tiêu đề bài báo lăng tiêu tức giận đập mạnh tờ báo lên bản tin tức vớ vẩn tên bên cạnh tiếp lời như lão gia có vẻ rất vui khi nghe tin này một số trưởng lão bắt đầu lung lay lăng tiêu hỏi chúng nói gì họ nói rằng lăng gia sẽ sớm có người thừa kế mới lăng tiêu nghe vậy máu dồn lên não liền ném tờ báo vào mặt tên thuộc hạ người thừa kế mới người thừa kế mới nào mấy lão già đó nghĩ ta không tồn tại sao tên kia toát mồ hôi rè giặt hỏi ngài tính làm gì ạ lăng tiêu suy nghĩ một lúc chuyển một số người quay lại để mắt đến chúng đi kể cả đám người đang giám sát mộ dạ hắn phủi tay đưa chúng quay lại tên thuộc hạ có chút lo sợ nhưng vấn đề giữa chúng ta và mộ linh lang tiêu khoanh tay không sợ hãi nói chẳng sao cả bên đó không có động tĩnh gì đâu lúc này hắc dực mở cửa đi vào tiêu tổng lang tiêu quay lại cười cậu đến đúng lúc lắm hắc dực không cần bận tâm về mộ dung nữa giám sát lang dạ và báo cáo tất cả động tĩnh của chúng cho ta sau khi hắc dực rời đi lang tiêu nhìn mà nở nụ cười nham hiểm không phải cậu ta có một đứa em trai sao tên thuộc hạ đáp cậu ấy tên là hắc nham hình như ở phe lang dạ Lăng Tiêu mặt tối sầm lại nhìn vào cốc nước. Thật sao? Lúc này bên phía Hắc rực sau khi trở về nhà thấy cánh cửa bị mở, chết tiệt đầu ngốc, trong phòng họp, mọi người đều đang thảo luận vấn đề, Hắc Nham đang thao tác trên máy tính nói, những người giám sát mộ dung đã ít hơn rồi xem ra kế hoạch này có tác dụng. Lăng dạ có chút vui mừng, quay sang nhìn Diệp Dao, cách này có thể thu hút sự chú ý của Lăng Tiêu. Diệp Dao tiếp lời, tôi hy vọng nó đủ để kế hoạch của mộ dung thành công. Lúc này Lăng dạ nhận được điện thoại, ông có chuyện gì ạ? À? Hắn ta giật mình, cái gì ông muốn mời tiểu dao ăn tối á? diệp giao nghe vậy cũng sợ hãi tự chỉ tay vào mình tiểu giao đó chẳng phải là nhưng ngay lập tức cô đã phản ứng lại và nói với lăng dạ nói với ông chắc chắn tôi sẽ đến nếu không chúng ta sẽ bị lộ mất lăng dạ quay sang nói với diệp giao nhưng mà ngay cách ông nói có vẻ không phải chỉ một mình ông ở bữa tối sẽ có những trưởng lão khác trong nhà diệp giao tỏ ra lo sợ trưởng lão họ khó đối phó như lăng tiêu không lăng dạ nói không họ như ông nội tôi ấy lúc này diệp giao đỡ căng thẳng hơn hẳn tuyệt sao chúng ta không nghĩ cách đối phó lăng tiêu lăng dạ suy nghĩ một lúc đúng rồi chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu chuyển cảnh đến buổi tối lối vào biệt thự của lão già diệp giao khoác tay lăng dạ bước xuống xe lăng dạ quay lại nói hắc nham đợi chúng tôi ở ngoài hắc nham đáp được nhớ cẩn thận đấy ở một nơi rất xa hắc dực đang quan sát động tĩnh của hai người lăng dạ chết tiệt nó không nghe lời thật lối vào sảnh biệt thự lăng lão đang rất mừng rỡ tiểu dạ tiểu giao lâu lắm rồi không gặp các cháu hai người lịch sự cháu chào ông lăng lão mỉm cười khoe với mấy ông bạn mấy ông thấy chưa cháu dâu tôi đấy dễ thương quá rất là sang trong với hình mẫu lý tưởng mấy trưởng lão khác thi nhau khen diệp giao không tồi không tồi con bé đủ tốt cho lăng già trông rất có học thức và biết lý lẽ đấy cô ấy chắc sẽ biết cách chăm sóc mọi người dáng người cô ấy như vậy chắc sẽ sinh được một đứa trẻ mũm mĩm đây nghe lời này ai cũng đều tán thưởng đúng đấy diệp giao nghe vậy chỉ biết cười ngượng mọi người nói quá rồi ạ à. lúc này hình ảnh cô một cú đá bay đối thủ hiện lên siêu khỏe đó là điều đương nhiên lăng dạ cuối cùng cũng lên tiếng tất nhiên cuối cùng thì cô ấy cũng là bạn thân cháu giới thiệu diệp giao nhanh chóng nói sang chuyện khác đừng để những trưởng lão phải đứng sau chúng ta không đi vào và trò chuyện nhỉ các trưởng lão đều khen diệp giao ngoan quá lăng lão nghe vậy mà vui sướng không thôi ông tiếp lời tiểu giao nói đúng đấy nào mọi người cùng ăn trước đi trong phòng khách biệt thự lăng lão gọi lăng dạ vào đây ông và các trưởng lão có việc muốn bàn với cháu lăng dạ ngoan ngoãn đi theo quay lại nói với diệp giao anh có việc cần nói với ông em cứ đi dạo xung quanh nhà và đợi anh diệp giao mỉm cười em sẽ đi dạo trong khuôn viên chuyển cảnh trong khuôn viên diệp giao đang rất phiền lòng mình còn phải giữ bí mật này đến bao giờ chứ lúc này lăng tiêu đột nhiên xuất hiện đây không phải cô vợ yêu bé bỏng của lăng dạ sao sao cháu lại đứng ở đây một mình lâu rồi không gặp tiểu giao diệp giao giật mình quay lại khẽ cúi đầu chào chú trong lòng lại rất lo lắng ông ta làm gì ở đây vậy lăng tiêu cố tình thăm dò sao không vui khi gặp chú à diệp giao cố gượng cười nào có chuyện đó lăng tiêu tiếp tục chọc ngoáy chẳng phải lúc nãy cháu diễn hay lắm à sao giờ không diễn nữa diệp giao chửi thầm chết tiệt nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh đáp chú đang nói gì vậy lăng tiêu trực tiếp nói ta ghét những người phụ nữ thích diễn như cô nhất diệp giao tức giận ông lăng tiêu nói tiếp sao chưa kết hôn mà dám cãi lời người lớn à lúc này diệp giao liếc thấy các trưởng bối cùng nhau đi đến cô khẽ mỉm cười rồi sau đó ngã xuống đất giọng thảo mai nói chú cháu đã làm gì xúc phạm chú sao trong bụng thầm cười lăng tiêu để xem lần này ông giải thích với lão ra thế nào tập chuyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng